Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, lời đầu tiên thay mặt biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã đi đến tuần cuối cùng của tháng 1 âm lịch, từ 23 đến 29 tháng 1. Tuần này, năm con giáp dưới đây hãy thận trọng trong mọi công việc, vì tử vi đánh giá đây là những con giáp xui xẻo nhất. Trong tuần có dấu hiệu phá tài, các bạn rất dễ mất tiền vì cách chi tiêu hoang phí của mình. Cũng đừng cho người khác vay tiền để tránh mất tiền rồi cũng mất luôn cả mối quan hệ. Về phương diện tình cảm, khả năng cao sẽ xảy ra những chuyện cãi vã với gia đình, người yêu hay bạn bè thân thiết. Vậy nên những con giáp trên đây cần bình tĩnh trong mọi tình huống, hoàn cảnh. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tuổi Thìn là con giáp xui xẻo tuần này nên người tuổi Thìn cảm thấy khá bối rối khi đứng trước những thách thức. Khoảng thời gian này bạn phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khách hàng, đối tác hoặc đồng nghiệp khác nhau, vì thế không tránh khỏi áp lực và bất đồng. Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng có dấu hiệu đi xuống, tuy nhiên bạn càng lo lắng thì lại càng chẳng tìm được lối ra cho mối quan hệ. Tốt nhất hãy cho bản thân khoảng không gian riêng để cân nhắc về những điều mình thực sự mong muốn và quý trọng. Phương diện tài lộc cũng không mấy suôn sẻ khi việc hợp tác, đầu tư luôn xảy ra sự cố bất ngờ. Bạn nên thay đổi cách làm việc của mình, chớ đưa ra những quyết định nóng vội, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ và việc kiếm tiền. Ngoài ra, hung tinh cảnh báo bản mệnh nên quan tâm tới những vấn đề, sự cố có thể bất ngờ xảy ra trong tuần này, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tinh thần của bạn. Nếu xuất hành đi xa, bạn cũng nên chuẩn bị mọi thứ một cách chu đáo, cẩn thận. Người tuổi Thìn nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Thân. Tuần này khá khó khăn với mệnh chủ tuổi Thân, công việc của con giáp bắt đầu sa sút. Bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức, rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc nhưng không được như ý. Trong tuần, khối lượng công việc tăng, xung đột, mâu thuẫn với lãnh đạo ngày càng nhiều. Sự nghiệp tuổi Thân khó mà phát triển như ý muốn, khó được cất nhắc. Theo tử vi, tình hình tài chính không được khả quan cho lắm. Do công việc không thuận lợi nên tiền không đủ dùng. Nếu bạn thiếu tiền, tốt nhất nên nhờ sự giúp đỡ của người thân hoặc bạn bè thay vì chọn một khoản vay, bởi có thể khiến bạn bị lừa đảo. Bạn nên lên kế hoạch cho tháng sau để tăng thu nhập, duy trì tài chính. Cần cẩn trọng, không hành động bốc đồng. Vận trình sức khỏe của người tuổi Thân theo tử vi cho rằng tình trạng không được tốt cho lắm. Mệnh chủ tuổi Thân thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không sâu giấc, nên nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Vợ chồng tuổi Thân tuần này thường xuyên rơi vào cảnh mâu thuẫn, xung khắc. Nếu không có cách hòa giải khéo léo thì tình cảm đôi bên dễ rạn nứt. Đôi bên đều cần phải nhường nhịn và bao dung đối phương nhiều hơn, không nên ép buộc đối phương phải nghe theo ý kiến của mình. Có vấn đề gì xảy ra, đôi bên hãy bình tĩnh, trao đổi để đi đến ý kiến thống nhất. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu. Tuần 4 tháng 1 âm lịch, vận trình công việc của những người cầm tinh con gà không mấy suôn sẻ. Công việc kinh doanh dễ thất bát, đổ bể, công việc làm ăn có sự thay đổi và trong thời gian này, các gia chủ tuổi Dậu chưa nên mở rộng hợp tác, rất dễ bị thua lỗ và phá sản. Tử vi cho thấy trong tuần này, tài lộc với người tuổi Dậu không được tốt, tiền bạc gặp nhiều khó khăn và bất lợi, không có tiền dư giả, chỉ đủ chi tiêu trong công việc. Việc kinh doanh gặp nhiều bất lợi, bấp bênh, sóng gió, tiền làm ăn không thu hồi được vốn. Ngoài ra, tử vi dự báo rằng tuần này những người tuổi Dậu gặp phải thị phi do tiền bạc đem đến, nên trong công việc, nếu có thua lỗ hay cần vốn, tuyệt đối không vay mượn người thân, bạn bè, chỉ một chút sơ suất có thể mất cả tiền. Vậy nên quý gia chủ tuổi Dậu nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định làm ăn vào tuần này để tránh gặp phải những điều không may mắn dẫn đến hậu quả khó lường. Phương diện sức khỏe của gia chủ tuổi Dậu không được tốt trong tuần. Sức khỏe bị suy giảm do suy nghĩ nhiều và từ căng thẳng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý các bệnh liên quan đến xương khớp.
Theo chuyên gia phong thủy thì phương diện tình duyên của người tuổi Dậu trong tuần này không được tốt, dễ gặp nhiều phiền muộn do tình cảm gây ra. Không những vậy, chuyện tình cảm đôi khi còn ảnh hưởng đến công việc làm ăn. Đối với tuổi Dậu đã có gia đình, vợ chồng bất hòa, lục đục, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã khiến cho hòa khí gia đình bất ổn. Hãy đứng vào vị trí của nhau để nhìn nhận và thấu hiểu. Nếu cứ giữ cái tôi và quan điểm cá nhân thì tuổi Dậu sẽ ngày càng đẩy người thân yêu của mình ra xa hơn. Những người tuổi Dậu độc thân tuần này cũng khó kiếm được người tâm đầu ý hợp, tình cảm vừa chớm nở đã sớm lụi tàn, vậy nên khó có thể thành công chuyện. Cẩn trọng có người thứ ba xen vào chia rẽ, phá đám tình cảm của hai bạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Với tuổi Tuất tuần này, rắc rối ập đến bất ngờ, nhắc nhở bạn không được phép lơ là, mất cảnh giác, kẻo hậu quả để lại lớn hơn những gì bạn nghĩ. Vận xui đeo bám con giáp này chủ yếu trong công việc. Dù là cuối tuần là thời điểm nghỉ ngơi, nhưng bạn vẫn chưa được thảnh thơi phút nào khi liên tục phải vất vả giải quyết đống việc còn dang dở. Phương diện tài chính cũng không khả quan hơn mấy. Cũng bởi con giáp này cả tin người khác, thiếu thận trọng, không cảnh giác nên dễ bị người khác lợi dụng, kết quả là tiền bạc bị lừa gạt. Về phương diện tình cảm, con giáp nên cân bằng cảm xúc của mình mới có thể gìn giữ được hạnh phúc hiện tại. Đừng vì những chuyện không vui trong cuộc sống hay công việc làm ảnh hưởng đến tình cảm cá nhân của hai người. Trong tuần khi xuất hành, khi làm các công việc tay chân, vận hành máy móc, thậm chí cả khi rèn luyện sức khỏe, bản mệnh cũng nên tự lượng sức mình, không nên làm việc quá sức gây tổn hại đến sức khỏe. Người tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Hợi. Người tuổi Hợi có nguy cơ mất tiền hao của rất lớn trong tuần này khi chịu tác động của hung tinh. Tuần này bạn nên hạn chế cho người khác vay mượn, kể cả là người thân quen, anh em, họ hàng vì cơ hội đòi lại rất thấp, có khi còn mất tình cảm. Đầu xuân năm mới cho vay tiền của cũng bị cho là hên xui, bạn nên cố gắng từ chối khéo léo, thả mất lòng trước, được lòng sau còn hơn. Tiền bạc mồ hôi nước mắt kiếm được, đừng vì cả nể mà đánh mất công sức vất vả của bản thân. Phương diện tình duyên của con giáp cũng không được thuận lợi, bản mệnh cảm giác mình và người ấy ngày càng có nhiều bất đồng, có khi bạn còn không hiểu đối phương đang nghĩ gì trong đầu, tại sao lại cứ luôn khiến bạn thất vọng như vậy. Xét về phương diện sức khỏe của người tuổi Tuất trong tuần này khá tốt, không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng, có ốm đau cũng gặp thầy gặp thuốc, dễ chữa khỏi. Có điều cần lưu ý tác động của hung tinh khiến bệnh cũ tái phát, một khi đã phát hiện trở lại có thể phải động chạm dao kéo. Nhưng yên tâm, kết quả cuối cùng vẫn sẽ tốt đẹp. Tử vi tuổi Tuất tuần này có điểm báo họa huyết quang do vật sắc ngọn gây ra, gia chủ nên thận trọng khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, tránh bị té ngã, chấn thương, đi xa cẩn thận đường sông nước kẻo gặp họa đuối nước, nữ mạng cần đề phòng các bệnh về phụ khoa tái phát. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 3 con giáp xui xẻo nhất trong tuần thứ tư của tháng 1. Quý vị có thuộc một trong những con giáp trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.